xong công việc mà cũng nghỉ ngơi xong rồi. Về ha. Chịu khó chụp ghê. Định đi lên trên đó ăn ăn cái gì trứng hồng đào á, mà thấy đông quá nên thôi. Chỗ nào vắng vắng mình ăn. Như vậy là rất là vắng, chủ nhật nữa, vậy là vắng lắm.
hoe, Vũng Tàu vắng hoe. Thành phố Hồ Chí Minh. Quên xém xíu chạy ra làn xe hơi. Lần đầu đi xe máy xuống Vũng Tàu. Mà đi bằng đường xe máy quá đẹp, quá đẹp. Vọng 7-8 năm nữa cây hàng cây do này nó lớn lên nữa thì mình sẽ có một cái thành phố Vũng Tàu sẽ có một cái con đường rất đẹp.
mấy thế hệ mới được một hàng cây. Rồi không biết có cái gì để ăn không, thở bò tới nạm cơm tấm cơm gà. Vắng thiệt chứ. Vắng chạy tê tái luôn. Nó quay trở lại cái mình nói hồi sáng á, quanh cái chuyện mà tạo động lực để mà vượt qua những cái giai đoạn khó khăn trong công việc á, thì mấy anh em hay là mấy em người đó nghĩ như thế này, cái chuyện tạo động lực á nó là cái chuyện của mình, nó không phải chuyện của tổ chức, cũng không phải chuyện của sếp ha. Thì nếu như cái tổ chức nào mà người ta làm được điều đó thì quá tuyệt rồi, nhưng nếu cái tổ chức nào người ta không có làm cái chuyện đó đó thì nó cũng không phải là lỗi của họ, bởi vì
không lẽ là một cái tổ chức mấy trăm người, mấy chục người, rồi mấy ngàn người phải đi tạo động lực khác sao? Mà cơ bản cái chuyện mình chán công việc hay là những cái lúc khó khăn thì mỗi người nó mỗi khác, mỗi người sẽ có một cái tâm trạng, một cái cảm xúc khác tùy vào từng cái thời điểm của mình. Còn công ty thì cùng lắm là một năm một lần nghỉ mát hay là team building gì đấy là hết rồi. Đâu có thể nào mà cứ mỗi lần một nhân viên thấy mất đi động lực là phải đi làm cho mình đâu. Cho nên mình phải xác định là tạo động lực là chuyện của mình, không ai hiểu mình bằng mình biết lúc nào mình đã mất động lực. Cho nên đó là cái chuyện duy trì cảm xúc được á, mà cảm xúc tích cực kìa, thì đó là một cái điều, một cái thói quen nên tập. Khi chúng ta tập được rồi á, thì chúng ta sẽ thấy là cái việc duy trì một cái tâm trạng tốt nó cũng không quá khó đâu. Mình biến cái công việc, mình nhìn cái công việc nó giống như là một cái giai đoạn để mình relax luôn á, thì tự nhiên mình không có thấy công việc nó quá nặng nề nữa. Thậm chí nhiều khi còn trông cho có được giao đi cái công tác đi xa xa để có dịp để relax nữa, đúng không? Cho nên đó là ăn thua mình là mình áp lực hay không áp lực là do mình thôi. Khi chúng ta gắn bó với một cái công ty thì mình phải vượt qua được những cái khó khăn và những cái áp lực của bản thân á, những giới hạn của bản thân thì mình sẽ gắn bó được với công ty, tổ chức nó lâu hơn, họ sẽ có thời gian, họ hiểu mình nhiều hơn, mình cũng hiểu họ nhiều hơn. Thì khi đó thì tất cả những cái năng lực của mình người ta sẽ hiểu được. Và người thực sự mà nói, khi mà một cái tổ chức mà người ta muốn cất nhắc ai đó lên vị trí cao hơn thì người ta cũng sẽ quay lại đánh giá cả một cái quá trình của anh em đối với tổ chức đó như thế nào, làm sao người ta có cái cơ hội đánh giá khi mà bạn không đủ kiên nhẫn để mà đợi và thể hiện, không đủ kiên nhẫn để mà gắn bó, không đủ kiên nhẫn để tự vượt qua những cái rào cản và giới hạn của bản thân mình, đúng chưa? Anh chị này đi xe nhìn rất là classical, phong cách rock. Sau này mình thấy mấy anh em chơi phân khối lớn mà chơi cái phong cách này mình thấy nó hay, nó điềm đạm. Nhìn nó chững chạc không? Nó đủ vui, nó không quá vui, cái gì quá con không hay đâu. Nó cửa ngõ là thành phố Vũng Tàu, cây cối rồi đẹp ghê, ráng giữ. Cho mình những phút giây mà nó làm những điều mình thích.
quá đó rồi. Lên đường nghe nó nê đó.